Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Xe Hyundai. Hôm nay thì đại lý bên mình có bàn giao một chiếc Hyundai Accent. Đây là phiên bản 1.4 AT tiêu chuẩn mọi người nhé. Khách hàng thì đang trên đường tới thì mình tiện mình quay và báo giá luôn cho mọi người, cho những ai mà sắp tới có nhu cầu tham khảo mua qua cái dòng xe này. Thì đối với cái dòng xe Hyundai Accent thì được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Đây là phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn mọi người nhé. Thì mức giá tháng 9 này của bên mình đang bán là với giá xe thì là 468 triệu đồng và tặng kèm mọi người đó là một gói sơn phủ gầm. Sơn phủ gầm và một bộ thảm để chân cao su. Đó, thì nếu mà ai quan tâm đến mức giá thì mình sẽ để luôn cái bảng kê chi tiết ở trên màn hình cho mọi người tham khảo nhé. Lăn bánh tại khu vực Hà Nội vào 523 triệu lẻ mấy trăm nghìn đấy. Thì vào thời điểm trước, để mà lăn bánh được chiếc xe Accent bản tiêu chuẩn này thì chúng ta cần bỏ ra tối thiểu là gần 600 triệu đồng mọi người ạ. Đấy, như do thời điểm này là đang được giảm 50% lệ phí trước bạ cũng như là được hỗ trợ giá từ nhà sản xuất. Giá niêm yết của con này là 505, bây giờ bên mình bán chỉ 468 thôi. Đó. Thì nếu mà ai quan tâm thì liên hệ trực tiếp mình theo số điện thoại là 0983 028 836. Xe thì đã được hoàn tất thủ tục đăng ký đăng kiểm cho khách hàng rồi. Đó. Bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có cái bộ na răng R15 mọi người nhé. Còn trên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị bộ na răng R16 to hơn một cỡ. Và xe này là xe mà anh chị đấy là mua trả thẳng, cho nên là bên mình sẽ tặng luôn là 1 năm bảo hiểm thân vỏ mọi người nhé. Đấy, mọi người chú ý giúp mình là hiện tại là Hyundai Thành Công Việt Nam nhé. Cái bảo hiểm thân vỏ là được Hyundai Thành Công Việt Nam tặng, cho nên mọi người khi mua ở bất kỳ đại lý nào nhé, lưu ý giúp mình, đều sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Đấy, của hãng mình thì tặng là bên bảo hiểm là Pizico. Đấy, cũng là một bên hãng bảo hiểm nổi tiếng xăng dầu mọi người. Đó, người ta làm về thủ tục bảo hiểm bồi thường các thứ nó rất là minh bạch và rõ ràng thôi. Mọi người có vấn đề gì mọi người đến thẳng đại lý bên mình thì sẽ có cán bộ của bên bảo hiểm đến để làm hồ sơ cũng như là phục hồi lại xe nguyên trạng mọi người nhé. Đây, xe được sơn phủ gầm màu đen rồi. Đó, sơn phủ gầm nhé. Sơn toàn bộ gầm và 4 hốc bánh nhé, chứ không phải là chỉ sơn mỗi 4 hốc bánh này đâu. Đấy, có nhiều anh khách hàng mua xe lần đầu ấy thì ngó xuống cái phần bô này. Đó, phần bô này thấy nó vẫn là màu trắng này. Đấy, mọi người nhìn nhá, cái cổ bô này. Đấy, những cái thanh sắt kia. Đấy, phần ốp bô đấy thì thấy nó vẫn là màu trắng, thì nghĩ chưa sơn, những phần đấy là không thể sơn được mọi người nhá. Chỉ sơn phần khung gầm thôi, chứ phần cổ bô đấy mà sơn vào thì một thời gian là nó nóng là nó cũng sẽ hỏng hết thôi. Đó, xe thì đã được cho làm dán kính rồi. Xe hỏa sơn à? Đó. Đây. Bản tiêu chuẩn đây. Bản tiêu chuẩn thì ghế vẫn là ghế lỉ mọi người nhé. Ghế lỉ và điều hòa là điều hòa chỉnh cơ. Bản đặc biệt thì sẽ là điều hòa tự động. Và phía trên có cả cửa sổ trời nữa. Nhưng bản tiêu chuẩn thì chưa có cửa sổ trời. Đó. Xe thời điểm này quá rẻ mọi người nhé. Còn nếu mọi người mà mua trả góp thì sẽ không được tặng bảo hiểm thân vỏ. Thế nhưng mọi người sẽ được hỗ trợ cái lãi suất ưu đãi nhá, chỉ 0,63% một tháng thôi. Và lãi suất ưu đãi là trong 1 năm đầu mọi người nhá. Năm sau thì ngân hàng nào cũng vậy thôi, cũng sẽ theo cái biên độ, tăng theo cái biên độ của ngân hàng Việt Nam. Đấy. Màu đỏ đẹp lắm mọi người, cho ra ngoài nắng. 44163, cái đầu biển 441 này mà bốc được cái đuôi 63 này là cũng quá tuyệt vời rồi. Bản đặc biệt thì đâu đấy nó sẽ hơn nhau khoảng độ 45 triệu mọi người ạ. Cái cam hành trình này cũng là phần anh ấy yêu cầu lắp thêm mọi người nhá. Đó, chứ không được tặng trong hãng đâu. Màu đỏ đẹp thật mọi người ạ. Không nhận màu đỏ đẹp. Nhưng mà mình thì mình không hợp màu đỏ cho nên là mình mua màu trắng. Mình cũng sử dụng cái Accent này, bản tiêu chuẩn này, màu trắng mọi người nhá. Đó. Các góc đẹp. Thời tiết hôm nay mùa thu nắng quá. Bản tiêu chuẩn thì cái phần ốp cáp ly cửa này nó cũng là bằng lỉ mọi người ạ. Cái này
Nếu bạn nào xem video của mình thấy cái xe của mình đi một thời gian chỗ này bẩn lắm. Bên mình thì không bẩn nhưng mà cũng cái bên phụ kia cũng như là đằng phía đằng sau này, nhà có con nhỏ nên thường xuyên bọn nó tay chúng nó bẩn, chúng nó hay sờ vào đây mọi người ạ. Nhưng mà cái này thì mình vệ sinh cũng dễ thôi, mang ra những quán rửa xe thứ gì các bạn đấy vệ sinh nó cũng rất là đơn giản dễ dàng thôi. Đó. Như cái ghế lỉ thì lên thay mọi người nhá, đi một thời gian đầu thôi, thời điểm đầu thì có thể là chúng ta chưa có điều kiện thì chưa cần thay thì tạm cái lỉ được, nhưng mà một thời gian khoảng độ mà không giữ gìn được vệ sinh thì nó rất dễ hôi này. Và tiêu chuẩn mẫu mới này thì có thêm cái thanh nẹp mạ chrome này, chân kính bóc cái này ra. Xe mới thì sẽ được bảo hành đó là 5 năm hoặc là 100.000 km, tương đương với là 10 vạn mọi người nhé, tùy điều kiện nào đến trước. Màu đỏ đẹp thật. Đây là cái nhà giao xe mới của bên mình. Đó. Thì sắp tới thì nếu ai có nhu cầu mua cái dòng xe của Hyundai thì liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại là 0983 028 836 và mình là Hiếu tại đại lý Hyundai Thành Công Đông Anh. Đây. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình sẽ ra để chuẩn bị bàn giao chiếc xe này cho khách. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.